Hóa ra Elsa và Anna không được tính là công chúa của Disney. Thực tế rằng công chúa chính thức của Disney chỉ có 12 người. Bọn họ là Moana, Ariel, Hoa Mộc Lan, Merida, Aurora, Lọ Lem, Rapunzel, Belle, Bạch Tuyết, Pocahontas, Tiana, Jasmine. Những nàng công chúa này đều đã được Disney đăng ký là công chúa chính thức. Vậy thì tại sao Elsa và Anna không có trong danh sách này? Ban đầu Disney dự kiến đưa Elsa và Anna vào bộ sưu tập các nàng công chúa vào năm 2014. Nhưng do thành công phòng vé của bộ phim, khiến Disney phải thay đổi kế hoạch. So với việc gom họ vào một hệ thống công chúa, tách riêng Frozen ra có khi sẽ mang lại giá trị cao hơn. Vì thế Disney đã đặt cả hai sang một bên để phát triển sâu hơn. Trong thế giới của Disney, mỗi một nhân vật nữ chính xuất hiện trong phim đều có thể là công chúa. Vì thế công chúa Disney không nhất định phải có xuất thân từ quý tộc. Có những người là công chúa thật sự, nhưng cũng có người là dân thường, cũng có người là được gả vào hoàng thất. Nhưng điều thú vị là, 12 nàng công chúa Disney đều có cung hoàng đạo của riêng mình. Cung hoàng đạo của công chúa Moana là cung bảo bình. Câu chuyện của cô được diễn ra ở quần đảo Polynesia phía đông châu Đại Dương. Xuất hiện trong bộ phim của Disney Hành trình của Moana vào năm 2016. Bối cảnh của Moana trong phim là vào năm 15 tuổi. Mặc dù người cha tù trưởng đã sớm lên kế hoạch cuộc đời cho cô, hy vọng cô ấy có thể tiếp bước ông lãnh đạo bộ lạc. Nhưng Moana đã bị thu hút bởi đại dương xinh đẹp. Cô khao khát khám phá cuộc sống nơi đại dương bao la. Đối với nàng công chúa của thời đại mới mà nói, hôn nhân và tình yêu không còn là nhu cầu thiết yếu của họ. Họ mang theo hoài bão khát vọng lớn lao hơn, phấn đấu để đạt được những mục tiêu có ý nghĩa ở tương lai. Cung hoàng đạo của nàng tiên cá Ariel là cung song ngư. Cô là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích nàng tiên cá của Andersen. Năm 1989, Disney đã cho ra đời bộ phim hoạt hình nàng tiên cá. Thiết lập trong phim là vào năm Ariel 16 tuổi. Mặc dù Ariel là công chúa hoàng gia thực sự, nhưng cô ấy không có phong cách nhã nhặn thanh lịch như các nàng công chúa truyền thống, mà là hoạt bát đáng yêu như em gái nhà bên. Ariel mạnh mẽ, dịu dàng và quyết đoán. Cô vô cùng tò mò về thế giới bên ngoài đại dương. Kể từ sau khi cứu được hoàng tử từ cơn bão, cô đã dũng cảm phá vỡ xiềng xích truyền thống, theo đuổi tình yêu của riêng mình, được mệnh danh là nàng công chúa Disney dũng cảm và kiên trì nhất. Cung hoàng đạo của nữ anh hùng Hoa Mộc Lan là cung Bạch Dương. Câu chuyện của cô đến từ nhạc phủ dân ca Mộc Lan từ có từ thời Nam Bắc Triều, là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Hoa Mộc Lan của Disney. Nàng công chúa thân thuộc với châu Á, cô sinh ra trong một gia đình bình thường, cộng thêm người cha tuổi cao sức yếu bệnh tật, vì vậy Hoa Mộc Lan phải cải trang thành nam giới để thay cha nhập ngũ. Trận chiến đánh bại quân Hung Nô đã khiến cô trở thành một nữ anh hùng nổi danh trong thiên hạ. Trong nhạc phủ dân ca Mộc Lan thì cô nhập ngũ năm 15 tuổi. Vì thế Hoa Mộc Lan trên phim hoạt hình cũng chỉ mới 15 tuổi. Cô là người phụ nữ có đầy đủ phẩm chất hiếu, nhân, nghĩa. Ngoài ra bộ phim còn xây dựng tính cách Hoa Mộc Lan. Không chỉ có cá tính mà rất dễ thương, hài hước. Cung hoàng đạo của công chúa tóc xù Merida là cung Kim Niu. Câu chuyện của cô ấy lấy bối cảnh ở vùng cao nguyên xứ Scotland vào thế kỷ thứ 10. Bộ phim Công chúa tóc xù do Pixar sản xuất và Disney phát hành, ra mắt khán giả vào năm 2012. Độ tuổi của cô là 16. Cùng với mái tóc đỏ xoăn tít rực lửa của Merida, nó phần nào thể hiện được tính cách liều lĩnh của cô. Tuy rằng vô cùng được yêu thương ở vương quốc, nhưng Merida luôn khao khát được nắm giữ số mệnh của mình. Tự do phi ngựa trên đồng cỏ rộng lớn, đó mới là cuộc sống mà cô luôn mong muốn. Nhưng có điều thú vị là, Merida là người duy nhất trong 12 nàng công chúa Disney không có hoàng tử của mình. Nhưng ngay cả như vậy, cô ấy đã dùng bản lĩnh của mình để chứng minh cho chúng ta thấy, mọi người đều có quyền độc lập theo đuổi khát vọng của bản thân. Mặc dù Merida từng có lịch sử đen là bị Disney ghét bỏ, nhưng cuối cùng cô vẫn danh chính ngôn thuận trở thành một trong các nàng công chúa của Disney. Cung hoàng đạo của người đẹp ngủ trong rừng Aurora là song tử. Cô là một nhân vật được nhà văn Fat Jack Barrow tạo ra, là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Người đẹp ngủ trong rừng của Disney năm 1959. Theo thiết lập chính thức, tuổi của công chúa Aurora là 16. Cô ấy là một người thông minh, lãng mạn, đơn thuần, thích kết giao bạn bè. Điều thú vị là trong phim Người đẹp ngủ trong rừng, bộ phim kéo dài hơn một tiếng thì Aurora chỉ xuất hiện có 18 phút và 18 câu thoại. Thời gian còn lại vì dính lời nguyền của phù thủy hắc ám mà ngủ trên giường. Được mệnh danh là nàng công chúa im lặng nhất Disney, cung hoàng đạo của nàng Cinderella là cung Thiên Bình. Cô cũng là nhân vật được nhà văn Fat Jack Barrow chắp bút. Đến năm 1950 thì cô bé Lọ Lem được Disney làm thành hoạt hình. Lọ Lem 19 tuổi trở thành nàng công chúa lớn tuổi nhất trong số các công chúa Disney. Vì thế cô được gọi là chị cả của các nàng công chúa. Cô ấy là một cô gái ngây thơ tốt bụng, trong phim cũng làm nổi bật được nét nhân hậu của Lọ Lem. Sau thế chiến 2, Disney nợ nần chồng chất và đứng bên bờ vực phá sản. Và cô bé Lọ Lem đã giúp ông lật ngược tình thế và cứu lấy tất cả. Cho nên có thể nói nếu không có Lọ Lem thì chưa chắc ta thấy được Disney bây giờ. Cung hoàng đạo của công chúa tóc mây Rapunzel là cự giải. Nhân vật này xuất hiện trong truyện cổ Grimm của Đức năm 2010 thì được Disney làm thành phim hoạt hình với tên công chúa tóc mây. Ở tuổi 18, cô dành phần lớn thời gian sống cuộc đời bị giam cầm. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể nhanh chóng yêu một người đàn ông chỉ trong 3 ngày. May mắn thay, Rapunzel thông minh và có một khả năng học tập mạnh mẽ. Cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống bên ngoài và tìm được gia đình thật sự của mình. Cung hoàng đạo của người đẹp Belle là sư tử. Cô đến từ nước Pháp. Vào năm 1991, bộ phim hoạt hình của Disney Người đẹp và quái vật lên sóng.
là một cô gái 17 tuổi bình thường. Mặc dù trong số các công chúa Disney đều có xuất thân từ dân thường, nhưng học thức và tài năng của cô, cùng tính cách không hy sinh tất cả vì tình yêu, cũng không phải yêu hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy xinh đẹp và thông minh, tất cả điều đó đủ chứng minh cô xứng đáng với danh xưng công chúa. Cung hoàng đạo của Bạch Tuyết là xử nữ. Nàng bước ra từ truyện cổ Grimm của Đức. Năm 1937, Disney cho ra đời phim hoạt hình nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Là công chúa thực sự đầu tiên của Disney, cô ấy là công chúa ra đời sớm nhất, nhưng cũng là em út trong dàn công chúa Disney. Khi ấy Bạch Tuyết mới có 14 tuổi. Chòm sao đại diện cho nàng công chúa da đỏ Pocahontas là Margaret. Cô ấy là công chúa trong một bộ lạc da đỏ. Năm 1995, Disney cho ra đời bộ phim hoạt hình Pocahontas. Cô ấy là nàng công chúa đầu tiên của Disney có được năng lực ma thuật. Tuổi trong phim là 18, cô ấy xinh đẹp và tử tế, rất yêu thiên nhiên và bộ lạc của mình. Sau khi cứu John Smith thì đã phải lòng anh và dùng tình yêu này để hóa giải chiến tranh giữa các tộc. Nhưng đáng tiếc là cô là nàng công chúa duy nhất đến cuối cùng không được ở bên người mình yêu. Cung hoàng đạo của công chúa Tiana là thiên yết. Cô ấy xuất thân từ câu chuyện hoàng tử ếch của truyện cổ Grimm. Năm 2009, Disney cho ra đời phim hoạt hình công chúa và chàng ếch. Và đương nhiên, Tiana 18 tuổi là công chúa da đen duy nhất của Disney. Tuy nhiên, điều đáng nói là Tiana là công chúa Disney duy nhất có má lúm đồng tiền. Chòm sao đại diện cho công chúa Jasmine là nhân mã. Cô đến từ truyện cổ tích Ả Rập nghìn lẻ một đêm. Năm 1992, Disney cho phát hình bộ phim hoạt hình Aladdin. Tuổi của cô khi ấy là 15. So với các nàng công chúa khác, Jasmine có tính cách độc lập và thậm chí nổi loạn. Cô ấy có can đảm theo đuổi những gì mình thích, cho dù Aladdin là một chàng trai nghèo cũng chẳng sao cả. Vì thế Jasmine là nàng công chúa có chủ kiến nhất Disney. Ngoài ra còn hai công chúa nữa vì mới ra đời, cho nên chưa kịp gia nhập vào hệ thống các nàng công chúa Disney. Một trong số họ là Raya trong Raya và Rồng Thần Cuối Cùng. Người còn lại là Mirabel trong Encanto Vùng Đất Thần Kỳ. Bên cạnh đó, công chúa Disney cũng còn vài người khác. Tinkerbell trong phim Peter Pan ra mắt năm 1953. Esmeralda trong Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà phát hành năm 1996. Nhưng những người này đều bị Disney loại bỏ khỏi danh sách công chúa. Nguyên nhân là vì có lẽ phong cách của họ không phù hợp hoặc ít nổi tiếng hơn. Vì thế 12 nàng công chúa Disney cộng thêm Elsa và Anna. Bạn thích nàng nào nhất?